Đặt 7 lồng lớn không dính, dính lồng nhỏ rồi nè bà con. Anh em công sức treo treo bẫy kích mồi, bây giờ dính được một con rồi, quá đã. Sáng vô đá rất là sung, để đây cho nó quen. Quá đẹp anh ơi, anh em ơi, một lửa trống này là chắc lửa tơ, đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đặt cái bẫy lớn cho dính mà không dính, nó nhảy vô công cái bẫy nhỏ của chim sâu. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi cảm ơn mọi người đã cho chịu khó xem clip của mình ha. Bye bye.